Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của Đào Hậu Giang ạ. Giờ hôm nay thì em quay trở lại với bãi kiện của anh Trạng, chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô mai đủ loại giống mà. Mong quý cô chú yêu thương ủng hộ cho bãi kiện của anh Trạng, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Xin chào ông chủ ơi. Rồi anh chào Phương ha, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Thơ Giang. Rồi hôm nay về lô mai 17 cho anh chị. À, có hút thọ hương, dạ quanh tròn, rồi si bông Sài Gòn với bạch mai dạ quang anh chị. Rồi mã số này là mã số 1 cây si bông Sài Gòn. Đó, cây đế cũ thân lắc giáng long. Cái này ghép nhiều bo tàn kính tàn này hay cô chú anh chị. Thân thì lắc đế. Đế, đế vip anh chị. Cái này đế dữ lắm, đế vậy nè, xem ha. Cứng cáp cây lắm ha. Lắc gì cho đảm bảo cho biết cây cứng, cây yếu là ngã liền á. Dạ, dạ. Hàng thiệt đâu có sợ, thử. 24 hoành. Củ đế này được 33. Chiều cao là 90. Tán ngang 95. Rồi mã số 1 cây si bông Sài Gòn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000. Dạ 2.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 2. Mã số 2 là siêu bông Sài Gòn luôn nha anh chị ơi. Dạ thân lắc giáng long luôn đó cô chú anh chị nha. Cái này về lấy voi chơi Tết đã luôn ha cô chú. Cái này cái đế là nguyên một cục đế tròn vo luôn ha anh chị. Bà đít rồi ha. Tròn lụi. Đế cũ ha anh chị. Đế cũ thân lắc. Ghép nhiều chột ghép lắm cô chú anh chị. Thằng này thì Tết là chơi là phè kỳ luôn nha anh chị, vip luôn nha. Rồi cái cục đế đặt này là được 33. Quành thăng là 21. Chiều cao 93. Tàn ngang 92. Rồi mã số 2 cây siêu bông Sài Gòn xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000 luôn chị ơi. Dạ. Mà chơi cặp với cây số 1 anh chị. Hai cây để hai bên. Dạ mã số. Mã số 3 là một cây bạch mai dạ quang. Dạ ghép với phô quái thôi vip luôn cô chú anh chị nha. Này bông nó từ 7 tới 12 cánh anh chị. Cây củ đế cũng cho bá lửa luôn á cô chú anh chị. Cây này nở hậu trơn nha cô chú. Thân dặn lắm. Này bông trắng anh chị, bông trắng nhị vàng ha. Dạ. Cái này đế đẹp. Đó, tàn ẩm luôn ha. Nhánh cuối là nhánh gừng hay gì anh ơi. Nào. Nào, đúng rồi. Dạ. Cái bo cuối này là bo gừng nha. Bo gừng. Dạ. Củ đế nở luôn ha cô chú anh chị. Thân lắc luôn à. Dạ. Này chơi hai là bông luôn mà, bông trắng với bông vàng luôn. Rồi cái củ đặt là được 32. Hoành là 21. Chiều cao là được 93. Tán ngang là được 96. Rồi mã số 3 cây bạch mai dạ quang là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.100.000. Dạ. Rồi mã số mã số 4. Ghi lại đi. Dạ, mã số 4 là một cây bạch mai dạ quang luôn nha anh chị ơi. Thân lắc. Rồi cái này chơi cặp với cây số 3 luôn đi. Dạ. Có hai cây à. Tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị nha. Cái này cũng có củ đế cho bá lửa luôn. Bữa nay em để lộn xộn vậy anh chị. Anh chị mình đón xem ha. Đón xem đi, theo dõi đi. Cái củ đặt này 39. Dạ. Cái hoành thăng là được 23. Chiều cao là được 86. Ngang 85. Rồi mã số 4 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.000.000 luôn chị ơi. Dạ. Bạch mai dạ quang. Dạ mã số. Rồi mã số 5 là một cây khúc thọ hương anh chị ơi. Quá trời cái tàn luôn. Tàn quá khứ tàn. Cái này mình dằn dây găng cái nữa là cái tàn đủ phơi luôn nha. Thọ hương thì nó bông nó từ 24 cánh cho lên nha chị. Bông từ 24 đến 36 cánh. Cái này cái thân nó dặn lắc, cái rộng lắc cũng khéo lắm nha cô chú. Có củ đế luôn à. Đế nè.
hết sức đế nè. Này cái đế điệu của chân trải điệu nha anh chị. Cái cũ đế đặt của nó là được 43. Hoành 21. Chiều cao 80. Tà ngang 83. Rồi cúc thọ hương mã số 5. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu anh chị. Dạ, cây này khéo cây lắm cô chú anh chị nha. Dạ, mã số 6. Rồi mã số 6 cũng là thọ hương luôn chị ơi. Quá khứ tàn này. Tàn dày kính tàn mà bo cái nút bo nó già hết trơn rồi nha cô chú anh chị ha. Già hơn em nữa. Thân nó dặn lắc luôn nha cô chú anh chị. Có mấy cái giỏ nó tròn đẹp hết anh chị. Giỏ nó tròn bông thì tết ok luôn. Cái này cái bệ đế nó nguyên một bệ đế đặc cứng luôn nè anh chị. Tít nở luôn. Nở hậu luôn. Nở. Chung là cái nào nở là tốt anh chị. Về phong thủy mà. Rồi cũ đặt này được bệ đế đặt là 40. Hoành thân 19. Chiều cao 75. Tán ngang 86. Rồi 1.900.000 mã số 6. Dạ. Thôi anh chị. Hàng này không chơi cho hàng nào anh chị ơi. Tàn hết biết tàn. Rồi mã số 7 là một em thọ hương luôn chị ơi. Đó, tàn anh chị ơi. Tàn thùm lùm luôn nha cô chú anh chị. Ôi ơi, cái này đúng lực cây luôn anh chị ơi. Đang đi thêm cơ đợt mới luôn á. Cái này thân nó lắc dáng long luôn nha anh chị. Như cái chữ hết sờ luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đế thì nói chung là trải điệu chậu chưa ha. Còn cái phôi thì quá trời lực. Cái củ nở này là 31. Không có cục gù lên. Hoành thân là 24. Chiều cao là 93. Tán ngang là 86. Rồi cây thọ hương mã số 7 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000 anh chị ơi. Dạ. Dạ mã số. Mã số 8. Rồi là một cây cúc thọ hương luôn chị ơi. Cúc thọ hơn luôn nha anh chị. Ừ. Rồi cây cũng là dáng long luôn ha anh chị. Đế cũ luôn. Mấy dạ, này đế đẹp không? Hàng này chơi Tết là cô chú chị lại lá nhìn thấy cái đường thân đó thôi. Cũ đế thôi là tê. Đó, tê tái. Rất bự luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Em coi. Hoành là 22. Chiều cao 80. Tàn ngang 76. Rồi mã số 8 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000. Dạ. Thọ hương. Cây này khéo cây nha quý cái này, chị ha. Cái thằng nó đẹp đấy chị. Dặn cái cu như con ốc. Này mà vô dây cái nữa tàn phơi lắm nha cô chú. 9. Rồi mã số 9 là một em thọ hương luôn. Lùng lực luôn hết cô chú anh chị. Ừ. Cái chi tàn rồi nó dày mịt luôn chị à. Xem những cái vàng tàn nó cứng nhắc cho anh chị ha. Đều tròn không có bị như là không có lỗ trống luôn á. Đế thì đế gom cũ ha. Kịp không đây? Kịp. Cũ đặt 34. Hoành 23. Chiều cao 72. Tán ngang 90. Rồi cúc thọ hương mã số 10, ý số 9. Thọ hương mã số 9 là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 2 luôn chị ơi. Dạ. Dạ mã số 10. Rồi mã số 10 là một em thọ hương luôn chị ơi. Cho em cặp với số 9 ok ha cô chú anh chị, tàn lùm tàn luôn hả? Có nào phải không? Ừ. Tàn này nhìn vô không thấy bo ghép luôn ha cô chú. Cái nó bay luôn. Thân nó dặn lắc luôn cô chú anh chị nha, có củ nở luôn à. Anh em nhẹ cho anh nó đi luôn. Cho theo luôn. Vậy rồi. Cái củ đặc. Về cho nó nở. Cái củ này là 31. Hoành thân là được. Chị cắn này. Hoành là 24 hoành. Chiều cao 76. Tán ngang 90. Rồi thọ hương mã số 10 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 2 luôn anh chị. Dạ, cái này lùng lực. Dày tàn lắm cô chú anh chị. Mã số 11. Rồi mã số 11 là một cây giả bánh tròn anh chị ơi. Chân dài nha cô chú anh chị. Ồ.
cô chú anh chị nào mà đã từng chơi qua giả bánh tròn rồi thì mình sẽ biết mặt bông nó ha. Bông nó giống như bông giả mình đó chị. Cái nhị nó cực kỳ đẹp luôn ha. Bông nó xếp cánh đều tròn không chị. Này phơm này phơm đế nôm. Cái này hoành là được 22. Đế nôm cao là được 24. Chiều cao 78. Tán ngang 79. Rồi mã số 11. Cây giả quánh tròn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000. Dạ. Phôi này phôi đế nôm hả chị? Đó là phải không? Rồi, rồi mã số 12 là cây bạch mai giả quan anh chị ơi. Ghép với phôi mai vàng hân lắc dán lông luôn á cô chú anh chị. Đế cũ luôn. Dạ, cái cũ chà bá luôn nha cô chú anh chị. Hoành 21. Cái cũ đặt này là được 37. Chiều cao 72. Tán ngang 76. Rồi cái bạch mai dạ quang này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 anh chị. Dạ. Mã số 13. Rồi mã số 13 là một cây giả quánh tròn. Rồi cây giáng long luôn anh chị ơi, để cũ luôn ha. Này tàn cũng kính mịch luôn ha cô chú anh chị. Bên tôi là bình nghĩa bển rồi đó. Nãy giờ thấy chưa tới đây đâu. Bển nãy giờ rồi. Vậy đó hả? Lớn không? Quá trời cái củ đá luôn cô chú. Tính đòi vậy thôi, cục nó quá trời đòi bự chút. Cái củ bà rồi sao? Hoành thân là 20. Chiều cao 72. Tàn ngang 80. Rồi cây giả bánh tròn mã số 13 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000. Dạ, 1.800.000. Cây này khéo cây lắm đó cô chú. Rồi mã số 14. Mã số 14 là một cây cúc thọ hương. Em nào cũng có cái thân dặn lắc khéo cây chân của chú chị nha. Hàng này hàng thả tàn hả chị, chưa có vô dây luôn ha. Cũ thế nở luôn cô chú chị nha. Củ đế đặt luôn ha anh chị. Rồi cái củ này là 32. Hoành nó là 21. Chiều cao 79. Tán ngang 78. Rồi cây cúc thọ hương mã số 14 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000. Yeah. Mã số 15. Rồi là một cây cúc thọ hương lùng lực. Đó. Cây này lắc động chữ C nha anh chị. Chị em đường thang nó lắc nè. Cái này lắc cái đường cong lắc chữ C cực kỳ đẹp luôn ha, khéo cây lắm nha anh chị. Hoành là 22. Chiều cao 75. Tán ngang 86. Rồi mã số 15 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 về. Dạ. Tàn kính mít vàng tàn mà già bo già cơ hết trơn rồi cô chú anh chị. Mã số 16. Rồi một cây thọ hương giáng long luôn chị. Cây này phong cao hơn xíu nha cô chú. Rồi cái này tàn quá xá anh chị. Từ đây tới Tết là cái tàn phủ phơi luôn nha cô chú anh chị nha. Đây, ta mát mát, không biết cái vụ gì. Thân thì lắc lượng đế củ đế nở luôn à. Nghe hồ hồ tưởng đâu tới vậy chứ. Đế nè. Chị xem hai cái này đế đẹp lắm nha anh chị. Nè. Đây nói chung là em ấm lại, mọi giờ nắng quá ấm lại cho nó mát gốc cây ha anh chị. Mát cái đế ha. Kéo kéo ra sình không luôn nè. Cái này đế đẹp quá đẹp. Rồi cái củ đặt là được 32. Dạ. Cái này hoành thân là được 24. Chiều cao là được 93. Tán ngang rộng 92. Rồi mã số 16 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400.000 anh chị. Dạ. Thường
cái này chọc ghép bằng ngón út luôn nha cô chú chị nha. Mã số 17. Rồi, mã số 17 là một cây siêu bông Sài Gòn hả chị? Cái này form lớn chị. Thân dặn lắc mà nó lực cây nữa nha cô chú anh chị. Quá sáng cây phôi này. Cây này nó lực cây lắm anh chị, cây phôi nó dàn cốt cành ở tứ diện luôn ha. Mà đế chạy đều miệng chậu luôn anh chị. Nè đế nè. Đó. Mấy cái này không chơi chơi nào chị nè, xem đế nè chị. Cứng chậu 4,5 luôn á. Tổng cái cục đế đặt này là được 45. Hoành thăng là được 28 hoành. Chiều cao 76. 8085. Rồi mã số 17. Cái xe bông Sài Gòn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,8 anh chị ơi. Dạ 2,8. Cái này quá đẹp anh chị. Tàn thì kính tàn ghét đủ. Đáng chơi nha. Rồi mã số 17 là mã cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ha. Rất mong cô chú anh chị càng sao ủng hộ. Cô chú anh chị mình thấy hay thì bấm đăng ký kênh, bấm like ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip sau. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị nha.